Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của FUC ô tô, chuyên các cái dòng xe bán tải giá rẻ, chuyên các cái dòng xe làng nhàng khu quam, và chuyên tất cả những cái dòng xe mà cứ rẻ là em bán hết. Hôm nay thì đúng tiêu chí ngon bổ rẻ thì em lại mang về cho các bác một mẫu xe bán tải đến từ thương hiệu của Mỹ. Và đây là một chiếc xe bán tải hai cầu, máy dầu, số sàn, chạy rất phê và sướng luôn. Đây là một chiếc xe bán tải mà em đang bán cái giá nó chỉ có 169 triệu đồng cho một mẫu bán tải hai cầu, máy dầu 2.5 rất là khỏe, la răng 18, bản full quay check, không hề lỗi lầm. Sơn xi sạch sẽ, đèn đóm đầy đủ và xe thì đăng kiểm còn dài đến tháng 7 năm 2024. Một dòng xe bán tải hai cầu được rất nhiều người yêu thích với la răng 6 chấu, phanh đĩa đầy đủ và nội ngoại thất của xe thì tương đối theo thời gian. Em này thì vừa mới về xong, màu sơn đỏ, gọi là màu này gọi là người ta gọi là màu đỏ bã trầu, màu đỏ đun, rất là đẹp, trẻ trung, mạnh mẽ, không như màu đỏ tươi. Và chiếc xe này thì bên em đang bán giá rất là hợp lý, chỉ 169 triệu đồng. Nên là bác nào mà yêu thích cái dòng bán tải và muốn mua một chiếc xe bán tải giá rẻ để về đi công trình, công trường thì đây là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Động cơ máy dầu 2.5, mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng tầm 7-8 lít dầu trên 100 km. Nội thất ngoại thất xe sạch sẽ, đèn đóm đầy đủ, màn hình cam lùi cho các bác. Và xe thì mang biển tên công ty 14C04686. Em này thì không ra tên được này, là tên tư công ty, giấy tờ đăng ký đăng kiểm đầy đủ, nên các bác về là chỉ việc đi thôi, không phải làm gì. Và đây cũng là một cái dòng xe chạy rất là lành bền, đấy, sướng, gầm cao, đi địa hình ok, chở đồ hàng hóa có rất là tuyệt vời luôn. Và là dàn la lốp của xe thì còn tầm khoảng 60%. Dàn la răng đẹp, la răng phay, nội thất ghế da sạch sẽ, đấy, đèn đóm màn hình nhạc nhẽo đầy đủ. Và chất xe thì cũng là một chiếc xe trung bình khá, nói chung là không thể so với những chiếc xe gọi là mới. Nhưng mà đây là một mẫu xe bán tải gầm cao, form đẹp, để dành cho những ai có điều kiện kinh tế ít nhưng mà muốn mua một chiếc bán tải để đi công trình, công trường. Thực sự với cái mức giá nó chỉ hơn 100 triệu đồng thì Forerunner vẫn là một sự lựa chọn hợp lý dành cho những các bác mà công nhân công trình, công trường đi lại lành bền, hoặc là các bác nào mà thích gọi là một chiếc bán tải giá rẻ thôi để đi lại ok thì đây một sự lựa chọn hợp lý cho các bác luôn. Tên công ty biển 14C04686 và xe thì bác chủ bác ấy cũng là một người giữ gìn rất là cẩn thận, đi lại ok. Và cái dòng này thì nói chung là pháp lý hồ sơ thì đấy, đảm bảo tranh chấp cho các bác, cam kết cho bác là đăng kiểm đăng ký bình thường. Và với cái dòng như thế này thì em đang bán cái mức giá là chỉ có 169 triệu đồng thôi. Nên bác nào yêu, hợp chân, hợp tầm tiền thì mời các bác qua nhanh tay xem xe. Máy nổ êm thì thầm, xe là không có lỗi lầm và chạy thì rất là sướng luôn nhá. Xe này thì đã test cung đường từ trên Lào Cai xuống đây rồi lên lên xuống rồi. Chạy một cái quãng mấy trăm km nhưng mà vẫn ok, không hề có vấn đề gì cả. Đèn đóm dầu mỡ nước nôi các thứ là ok, ổn định. Và cái dòng này thì nói chung là cũng là một cái dòng xe bán tải giá rẻ. Nên là bác nào mà cảm thấy mà hợp tầm tiền thì mời các bác qua. Em này có quả thùng thì ơi cũ theo thời gian, nói chung là đã bán tải thì người ta chở đồ nhiều. Đấy, thùng nó cũ theo thời gian này, vách thùng nhựa đây cũng sần mòn hết rồi. Nhưng mà nói chung là với tầm như này thì thực sự đây là một chiếc bán tải ok. Đấy, vách thành như đây, đấy các bác nhìn này, vách thành nó hơi kém ra một chút. Đấy, còn đây là một chiếc xe là bán tải chứ không phải là xe để đi chơi. Thế nên là cũng thực sự các bác như thế này là hợp lý rồi, chứ cũng không phải là bảo là đến bây giờ nó phải đẹp như xe mới thì mà không có nha các bác nhá. Còn với cái tầm tiền hơn 100 triệu đồng thì khẳng định với các bác là bên em đang bán rẻ hơn chỗ khác là tầm khoảng 4 đến 50 triệu đồng rồi. Đấy, nên là bác nào mà yêu thích bán tải giá rẻ thì mời các bác qua xem xe. Đấy, chỗ này thì những cái này là lôm nhôm theo thời gian rồi, không tránh được và không thể tránh được. Còn lại là vách thành hậu dưới đây này, có cả miếng lùi và lốp sơ cua ở phía dưới này đây, cũng là la răng đúc, cầm cầu sạch sẽ, xe thì cầu số thì ok. Đấy, nhíp cầu giảm sóc các thứ là ok bình thường. Và mẫu này thì nói chung là một cái dòng xe mà đấy các bác nhìn đít nó nhổm cao này. Đấy, nhíp lò xo ok và xe thì cứng nét luôn. Dàn la răng phay bằng nhôm phay nguyên khối thì cái này thì cũng có cái ví dụ như cái lốp này là nó hơi cũ theo thời gian, nhưng được cái bác chủ có cái độ thêm quả nắm bằng chrome rất là xịn sò. Dàn lốp đun lốp AT20. Garan check dành cho dòng xe bán tải, lốp 255/60 la răng 18. Lốp này lốp chuẩn của hãng luôn nhá và đúng của cái xe này luôn à. Thì chạy rất là ok, ổn áp. Cua lốp là không có bị mục mọt. À, cua lốp này. Đấy,
đã sơn sần theo thời gian rồi, để tránh mục mọt rồi. Và cái dòng này thì được cái sơn sần thì đây. Đấy, sơn sần mỏng luôn nhá. Đấy, không hề bị lỗi lầm. Bậc bước chân, đấy, bằng nhôm, rất là chắc chắn, tay nắm cửa chrome, cửa đóng mở ok. Và các bác để ý là chỉ keo cánh như đây, lôm nhôm theo thời gian rồi. Những cái dòng này thì thực sự các bác là nói chung là tầm này thì thực cái giá của nó như vậy là rất là hợp lý rồi. Đấy, xe là kính điện 4 cánh hoạt động bình thường. Đấy, và nội thất khoang phía đằng sau thì đây, ghế này, ghế da này, chưa bị sờn rách. Có mỗi cái là được cộng thêm một bộ điều hòa đây. Đấy, lại thêm một bộ quạt gió rất là xịn sò. Cửa này chắc chắn, tôn vỏ thì sơn xì đồng sơn rồi, chứ không phải là sơn zin. Nhưng với cái tầm tiền như thế này thì thực sự các bác là chiếc xe này là chiếc xe hợp lý, vừa rẻ vừa ngon. Đấy, và cứng luôn. Đấy, các bác mua những cái dòng như thế này là giá cả hợp lý này, xe thì ok, hai cầu chạy sướng và giá nó chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi. Nói chung là tầm tiền như thế này mà mua bán tải thì nói các bác là rất là hợp lý luôn. Đấy, bác nào mà cảm thấy mà mua ok thì mời các bác qua xem xe trực tiếp và tại gia chủ luôn nhá. Mặt táp lô ngon lành, mặt táp lô này đẹp luôn này. Đấy, xe chạy được 26 vạn nhá, 26 vạn. Vô lăng tích hợp quay đầy đủ. Đấy, vô lăng phím vô lăng này. Nó cái tay vô lăng nó còn như này. Nhựa sần nó không bị mòn, không bị sần. Và có màn hình đầy đủ OLED Pro, điều hòa mát lạnh, cần số ngon lành, sàn này. Đấy, sàn trước các thứ thì ok. Và em này là một cái mẫu bán tải giá hợp lý. Đấy, các bác bảo kiếm đâu một con xe bán tải mà đến bây giờ giá của nó chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi. Dàn la răng đẹp, la răng này thì về có thể là xử lý lại hoặc không thì để nguyên cũng được. Nói chung là nó không ảnh hưởng. Nhưng mà xe này thì bác chủ bác ấy toàn để đi gọi là chở đồ đi rừng thôi. Thế thành ra là cũng không giữ xe lắm, gọi là chất trung bình khá. Đèn sử dụng đèn halogen. Đấy, đèn căng đét luôn này. Đấy, gầm cản thì cũng hơi luôm nhuôm thôi. Và cái này thì những cái xước sát va quẹt này thì không tránh khỏi các bác ạ. Vâng, với cái tầm tiền như thế này thì đây cái này là hơi đọng nước này. Đọng nước thì đã so xử lý được này. Thì với tầm tiền như thế này thì thực sự đây cũng là một chiếc xe bán tải giá rẻ mà hợp lý với cái tầm tiền như thế này. Đấy, các bác bảo kiếm đâu được một xe bán tải mà đến thời điểm này giá nó chỉ có hơn 100 triệu đồng. Nhưng mà lại đợi đời là 2011. Đấy, nhập khẩu Thái Lan. Đấy, số sàn hai cầu. Đấy, các bác về là yên tâm là chỉ có việc gọi là đi thôi. Xe rất là cứng nét luôn. Sơn xi sạch sẽ, đồng sơn đều. Nội thất thì rộng rãi, tiện lợi. Và nói chung là những cái dòng như thế này thì thực ra là mình về mình chỉ có gọi là đồ chở đồ là ok rồi, hợp lý rồi. Còn các bác nào chưa có đủ điều kiện kinh tế mình mua những chiếc xe này về để vừa đi gia đình, vừa đi công việc, làm ăn là rất là ok. Đấy, tapi này, khay này, đấy, giấy tờ thì đây đầy đủ nhá, đăng kiểm mới tinh luôn. Và cái dòng này thì bây giờ thưa với các bác là nó ngoài 7 năm rồi nên là đăng kiểm 6 tháng. Vâng, đã đăng kiểm 6 tháng toàn bộ nhá. Đây là một cái dòng xe bán tải máy dầu, nên là quan trọng nhất là trái tim của chiếc xe đó là cái động cơ. Thì con này được cái là động cơ của nó rất là mà êm luôn. Máy rất êm. Rồi đè cái nào. Đấy, đè cái lên ngay. Đấy, đè cái lên ngay vào vòng tua nó thấp. Đấy. Nói chung là các bác đi những cái dòng như thế này thì hợp lý. Và không phải lo lắng cái chuyện là xe kém, xe lỗi gì cả. Chạy rất là ok và ổn định luôn. Chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi các bác nhá. Đấy, động cơ máy dầu khô ráo này, sạch sẽ, máy dầu thì quá ok rồi. Yên tâm rồi, lành rồi. Chỉ 169 triệu đồng cho chiếc bán tải này thôi. Máy dầu này, hai cầu này. Đấy, rất khô. Và máy nổ giòn không hề to nhá. Con này máy rất là giòn và không hề to luôn. Đấy, toàn bộ vách ở phía đằng sau này của nó còn nguyên. Đấy, vách này. Rồi các cái phần mang tay này. Đấy, nó còn ok. Với cái tầm tiền này thì đây là một chiếc xe bán tải giá hợp lý. Và với cái chất như thế này thì đây là một chiếc xe bán tải chất cứng. Đấy, các bác nào mà thích thì mời các bác qua xem xe. Máy dầu thì này là quá hợp lý rồi. Đây, chờ em chống cái cabo cái. Đây. Chỉ cái ốc này ra rồi nhá. Ốc cabo thì động rồi.
nhưng mà chỉ cabo lại là zin. Đấy, mép chỉ cabo zin, ốc này, dấu này còn nguyên. Và với cái tầm tiền như thế này thì là cái này thì nói là các bác là giờ có mở ra mà có hơi khói cũng bình thường, nhưng mà con này thì lại được cái là hơi thừa, hơi khói nó không nhiều. Đấy, không hề nhiều tí nào. Đấy, các bác thấy không, không hề có nhiều luôn. Đấy, rất là hợp lý tầm tiền này. Với cái tầm tiền này thì thực sự đây là một cái mẫu bán tải rất là hợp lý luôn. Đấy, giá rẻ hợp lý này, phù hợp với mọi nhà. Và xe thì còn tương đối là cứng. Đấy, 2011 nhập Thái Lan, đăng ký lần đầu năm 2012. Và Fuji Auto đang bán chiếc xe bán tải này với cái giá nó chỉ có, vâng, chỉ có 169 triệu đồng thôi. Các nào mà cảm thấy mà yêu và muốn mua chiếc bán tải giá rẻ hợp lý này thì mời các bác qua xem xe trực tiếp luôn. Nói chung là với cái tầm tiền này, với chất xe này thì đây là một chiếc xe lựa chọn hợp lý này. Đây, gầm bên này, gầm cái phun phủ chống bọt hết rồi. Đấy các bác nghe, và bộ gầm chống bọt hết rồi. Đấy, không hề lỗi lầm nhá, xe này cứng nét luôn. Đấy, và bác nào mà yêu thì điện thoại ngay cho em qua số hotline Fuji Auto 0869158926. Xe đang có mặt tại quán Toàn, Hồng Bàng, Hải Phòng. Còn nếu mà các bác mặn chậm chân thì em sẽ cho lên Lào Cai luôn. Vâng, giá cả hợp lý vô cùng. Và đây cũng là một chiếc xe tương đối là cứng. Ok, cảm ơn các bác và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ, bán tải ngon lành bổ chất cho các bác. Đấy, con này nè, các bác ơi, dòng này thì thực sự các bác là đi thì rất là hợp lý luôn. Đấy, đây là phanh tay nhá. Con này thì bốc, máy nó rất là bốc. Đấy, và các bác đi những cái dòng như thế này thực sự các bác là nó quá tiết kiệm kinh tế luôn. Đấy, máy dầu và nó không hề hao dầu. Đấy, không hề ăn dầu, mức tiêu thụ nhiên liệu vừa phải. Và xe thì tương đối là ổn định cho một chiếc bán tải 2011 nhập Thái. Đấy, bác nào mà yêu thì điện thoại ngay cho em. Cảm ơn các bác nhá, và hẹn gặp lại những video tiếp theo.